anh em nghe tiếng xe không, nghe tiếng xe hay không? Đặc biệt là cái lúc mà mình đi rất là bình thường vậy thì nó rất là lịch sự nha. Nè, không, ví dụ như mình đi chậm chậm vậy thôi thì nghe nó rất là lịch sự đúng không? Nhưng mà mình chỉ cần mình cần nó ồn ào, mình lên tiếng phải là ai cũng nghe hết. Đó, nghe đã không? Đây là cái tiếng đặc trưng của một chiếc Triumph ha. Và đặc biệt là Triumph Bonneville T120. Tôi giới thiệu với anh em Biron. Hôm nay mình sẽ đem tới cho anh em một cái làn gió mới ở trong cái series review xe của mình. Lâu rồi mình không có review một chiếc xe mà nó mang hơi hướng 100% cổ điển như thế này ha. Về cái dòng Triumph á, thật sự mà nói thì có làm sao nói vậy. Mình thú thật, mình không rành lắm về những cái dòng xe cổ điển của Triumph. Mình sẽ không có nói qua về vần HB hay là thọt ha. Mình sẽ để cái thông số HB thọt gì đó nó nằm ở đâu đó đây. Đây. Ok, bây giờ quay trở lại cái phần thiết kế á. Có má cái bộ khung sườn đặc trưng của những cái dòng classic á, đặc biệt là Triumph luôn, thì có một kiểu một anh em. Cái sườn nó sẽ từ ngay chỗ cái đèn nè, đi thẳng ra cái yên, đi thẳng ra ngoài đây luôn. Và bắt đầu ở dưới này nó sẽ có những cái phần sườn ôm luôn cái phần đáy máy lại, và nó bao lên trên này. Thì đây là một cái phần khung sườn, thiết kế khung sườn mà rất là đặc trưng cho những cái dòng xe classic như thế này. Ở đây á, đằng trước thì sẽ là phuộc ống lồng. Trên cái bộ phuộc ống lồng này sẽ là những cái pad để bắt cái đèn gáo dừa này vô. Và cái đèn gáo này nó khá là to, hình như nó cũng phải 7 inch á. Và vẫn sử dụng cái đèn bóng đèn là halogen. Đúng zin của nó thì cái dè này nó sẽ dài. Và anh chủ xe cũng đã kêu mình là thôi order làm một cái dè khác cho nó ngắn lại. Thì cái dè này nó có một cái nhược điểm là nó vì nó quá ngắn cho nên là rất là dễ bị bắn sình. Nhưng mà cái ưu điểm của nó thì trước mắt là cái thẩm mỹ, làm cho cái phần bánh xe này nó trở nên nó khỏe hơn, nó to hơn. Bên cạnh đó là cũng thay cái lớp luôn rồi. Đúng ra cái lớp của con T120 á, nó là cái dạng lớp classic. Cái thành lớp nó dày và lớp là lớp trơn. Gai thì cũng là gai cổ điển. Với một con xe như thế này, ảnh muốn phá cách, ảnh muốn nhìn cái xe nó wow hơn, nó hầm hố hơn, thì mình đã tư vấn cho ảnh là lên cái Pirelli STR Scorpion, giống như trên xe của mình vậy đó. Gai thì gai của cái thằng Pirelli STR này là gai mảng cầu và nó gồ ghề lên, nên là nhìn cái phần mặt tiền của xe, nhìn cái phần mặt tiền này nè, xe nó sẽ trở nên nó có những cái đường nét nó hầm hố hơn rất là nhiều, nó ngầu hơn. Ở trên phiên bản Triumph T120 mà Goldline này nè, theo như mình nhớ nha, thì cái đường chỉ màu vàng này nè được vẽ bằng tay nè. Cái màu này nó rất là đẹp nè, nhưng mà có điều là anh chủ xe anh dán BBF luôn rồi, thành ra là mình sẽ không có thấy được trực tiếp cái màu sơn nó như thế nào. Chứ đúng ra thì zin cái con này, anh em ra ngoài showroom anh em thấy cái bình xăng này cái màu nó rất là đẹp luôn. Và đối với những cái dòng classic á, nổi bật nhất ở trên một cái xe, làm cho anh em nhìn vô đầu tiên luôn, chính là cục máy. Cái phần nắp nồi của nó thì anh em thấy là nó giống như một cái hình tam giác được bo ba cạnh ha. Và với những cái chi tiết mà lấy gió tản nhiệt như thế này, nó làm cái động cơ nó rất là khỏe, nó rất là to. Nhưng mà bị một cái nhược điểm là cái xe này nó nặng quá. Những anh em nào mà chọn cái dòng xe này thì chắc chắn là không phải vì tốc độ rồi. Mình thấy hầu hết những anh em chọn cái dòng Triumph là vì vấn đề thời trang. Họ tới với Triumph vì cái thiết kế của nó quá đẹp, quá cổ điển. Lúc nào nhìn vô cái xe này mình cũng thấy một cái không khí rất là Anh Quốc, London. Ngay cái phần mà FI á,
phun xăng điện tử của nó nè, nhưng mà nhìn thì nó lại rất là giống cái bộ chế hòa khí cổ điển ha. Đặc biệt là trên cái con mà Triumph Scrambler mà cái đời trước nữa, thì cái chỗ này nhìn y chang như cái bình xăng con luôn anh em, không khác luôn, nhìn y chang bình xăng con luôn. Về cái phần đuôi á thì đúng của nó là nhìn nó còn formal hơn nữa, nhìn nó không có gì hấp dẫn hết á. Cái phần đuôi này nó rất là formal, nó kéo dài xuống tới đây nè, và màu bóng, rồi thêm cái phần đèn hậu nhìn nó cũng rất là thường thôi. Nhưng mà mình đã thay cho anh chủ xe luôn, cái phần dè này là cái phần dè nó cắt gọn lại, đưa cái phần biển số lên cao, thì mình thay bằng những cái đèn nó nhỏ hơn. Đây là một cái cặp đèn xi nhan Bilux của Barracuda, nhỏ gọn, rất cổ điển luôn. Ngoài ra thì cái đèn hậu cũng được làm nhỏ lại như thế này, rất là phù hợp với chiếc xe. Cái xe này anh em thấy có cái gì lạ không? Tại sao bộ nhông sinh dĩa này lại nằm bên phải? Đây là đặc trưng của những cái dòng Triumph cổ điển ha. Thì nó khác với những cái dòng xe khác trên thị trường là bộ sên nó sẽ nằm bên trái. Xe này thì bộ nhông sinh dĩa nó sẽ nằm bên phải. Ban đầu thì cộng sên này nó là màu niken bình thường thôi. Nếu như mà lười chăm xe thì nó sẽ bị một cái tình trạng là khi mà đi mà dính trời mưa này kia nè, thì cộng sên mà niken zin á nó rất là dễ reset. Mà đối với một chiếc xe mà mang tính thời trang như thế này, cổ điển như thế này, mà lại để nó bị reset cộng sơn thì nó nhìn nó rất là kỳ này. Tự nhiên nó có mấy cái màu cam nổ lên nhìn rất là kỳ. Cho nên là mình tư vấn chảnh là thôi, đã chơi tới đây, mình lên luôn một cái cộng sơn, nhìn nó sắc sảo hơn. Đây là một cộng 525 với ít đúp của RK. Cộng sơn thì được mạ ED Black. Và những cái trục pin nè, đối với những cộng sơn bình thường thì những cái trục pin này sẽ không được mạ đâu. Nhưng mà với cộng sơn này thì trục pin này cũng sẽ được mạ Titanium Nitrate, để tránh cái bị reset á, thì mưa lên nó cũng không bị reset. Cả cái roller luôn cũng được mạ Titanium Nitrate luôn, giúp tăng cái tuổi thọ của cái roller này lên. Cho nên là khi mà nhìn vô cái xe nó sẽ trở nên nó liền lạc một cái màu đen cực kỳ là gì ta. Thôi bỏ qua đi. Rồi, một cái trang bị mà không thể thiếu của những anh em mà đi Triumph á là cái bô. Đối với những dòng Triumph nha, anh em mua về mà để bô zin á, nghe nó cũng đã rất là hay rồi. Tuy nhiên là nó không phát huy được hết cái tinh thần của cái cục máy này. Như mình đã nói thì những anh em mà mua những cái dòng Triumph á, thì không phải vì tốc độ, cũng không phải vì cái tọt của nó, mà là vì cái phần thời trang và âm thanh. Thật sự là hy sinh cho anh em luôn á, chứ ở đây là mình đã bị nhắc nhở nhiều rồi nè. Hồi không chừng có người ra chửi. Đây là cái bô rác, và cái bô này thì tương đối là mắc tiền. Hai họng bô, một bên đây một bên kia. Nguyên một cái bô này là full một màu đen luôn, rất là hay. Nhưng mà có điều là với cái kinh nghiệm của mình làm xe, cái bô này mình gặp nhiều rồi. Đi một thời gian á, thì cái màu ở ngay cái chỗ khúc chữ U nè, nó sẽ bạc đi, bạc rất là nhanh luôn. Cái máy này nó rất là nóng, cực kỳ nóng luôn. Và nó phà ra đây thì cái cổ bô ngay khúc này nó chịu không nổi, cái nước sơn nó chịu không nổi. Thì đi một thời gian á là nó sẽ bị bạc màu, và anh em cần phải xử lý lại. Thì đây cũng là một cái nhược điểm của cái bô rác này. Theo thống kê của VTV á, thì cứ khoảng 79 giây sẽ có một chiếc máy bay bay lên hoặc bay xuống. Thật vô nghĩa. Má. Đối với chiếc xe zin á, thì con T120 này sẽ được trang bị cái kính chiếu hậu là hình tròn, cao lên, có hải thanh bên đây. Và nhìn cái xe nó không có giống với lại một chiếc xe mà 1200cc. Cho nên mình đã thay đổi cái cặp kính là cặp kính của Motorradgate của Đức ha, rất là mỏng, dễ thương. Không phải vì nó nhỏ như thế này mà không quan sát được anh em. Người Đức họ làm, họ tính hết, và độ xịn thì nó có cái giá của độ xịn. Cái kính mặc dù nhỏ như thế này nhưng mà tầm nhìn của anh em rất là đảm bảo khi mà đi đường xa. Thậm chí là trên những con xe mà nó rung như thế này, con xe này rất là rung nha. Nhưng mà khi mà lắp cái kính này vô thì khi mình nhìn vô cái hình ảnh nó vẫn rất là ổn định khi mà anh em đi tốc độ cao, chứ nó không có bị.
cũng trang bị cho anh chủ xe một cái giá đỡ điện thoại luôn của SB Connect. Khi mà mình tháo cái điện thoại ra thì cái phần thanh đỡ điện thoại này nè, nhìn nó cũng rất là gọn gàng và nó không có phá đi cái view của xe. Đối với những cái xe này á, thì cái giá đỡ điện thoại á, mình cần phải lắp những cái giá đỡ nó giống như thế này. Không thể nào lắp một cái loại mà nó to đùng như thế này được. Và cái việc mà lắp cái điện thoại vô nó cũng dễ hơn nè. Đây là cái ốp lưng của cái điện thoại của ảnh nè. Ốp lưng này là của SB Connect luôn nha. Rất là đơn giản. Đặt vào đây. Xoay. Xong. Một cái sản phẩm mà mình đánh giá cực kỳ cao luôn trên cái xe này, đó là cái bộ đèn Lobo L18 ở đây. Anh em đã bao giờ thấy cái bộ đèn này mà nó nằm ở trên một con xe cổ điển như thế này chưa? Hãng Lobo họ định hướng bộ đèn nó chỉ dành cho những cái dòng xe mà big ADV, ví dụ như là GS1200, ví dụ như là Pan America, ví dụ như là Africa Twin. Nhưng mà anh chủ xe rất là chịu chơi ha. Lúc mà ảnh muốn lắp cái đèn mà nhìn nó cổ điển á, thì mình cầm mình ướm thử thôi. Mình chỉ ướm thử thôi. Để lên. Nhìn cũng hợp xe quá ha. Chụp hình qua gửi qua cho anh chủ xe. Anh chủ xe. Ok. Lên đi em. L18. Gắn lên Triumph Bonneville T120. Hay không? Cái điểm nhấn chính của cái đèn này á, không phải thiết kế. Mà là cái nút này nè. Hiện tại á, thì tất cả những series đèn của Lobo á, thì cái nút này là cái nút ngon nhất, cái nút đỉnh nhất. Và thậm chí là nếu mà so với tất cả những cái hãng đèn còn lại trên thế giới, cái nút này vẫn là cái nút đỉnh nhất, đỉnh thực sự để điều khiển đèn luôn. Tại sao? Anh em thấy mấy con chuột gaming, nó có mấy con lăn à, y chang như mấy con chuột gaming luôn. Còn một cái nữa, nó lăn được nha, nó nhấn được nữa. Nhấn được. Ghê không? Và ngoài ra nha, ở đây nó còn có đèn nữa nè, màu vàng, rồi bấm vô nó thành màu xanh nữa. Đó, là khi mà lên đèn thì nó sẽ đổ màu xanh như thế này. Để khi mà mình lái xe như thế này nè, mình không có biết được là cái đèn mình có đang bật hay không, thì mình nhìn vô cái nút là mình biết. Và ngoài ra trên cái nút này nè, ngay cái view của mình luôn, mình có thể thấy được cái cường độ ánh sáng của nó luôn. Còn có tích hợp luôn cả nút passing. Quá đỉnh luôn. Cái đèn này nè, nó vừa có bi cầu mà nó vừa có spotlight luôn nha. Bi cầu á là để cho code nó sẽ có một cái mặt cắt sáng, thì những cái người đi đường họ sẽ không có bị chói mắt bởi cái đèn này. Nhưng mà khi đi vô những cái đoạn đường mà nó xa tít, mà nó tối thui á, thì mình sẽ cần những cái đèn spot. Cái chóa spotlight này nó sẽ giúp cho cái đèn được phóng xa hơn, thấy được xa hơn rất là nhiều để đi tốc độ cao. Và mình có thể điều chỉnh cái đèn này nhau yên. Đù, máy có yên luôn hả? Ghê vậy. Đợi. Thấy ghê vậy. Cảm ơn nha. Ok. Anh em biết gì không? Hàng tới ngay trong cái lúc review xe luôn. Đây mình chia sẻ với anh em thêm. Cái yên này nè, đã được làm mút và bọc lại để ngồi nó êm hơn. Nó đã đẹp hơn zin rồi. Nhưng mà anh em biết gì không? Anh chủ xe kêu là cái yên này nè, làm ra là để đi tour thôi. Và anh muốn có một cái yên khác đẹp hơn nữa, chất hơn nữa, để mà anh đi cà phê thôi anh em. Đi cà phê thôi. Thì đây, này là cái lớp bọc bảo vệ nha, chứ không phải là cái yên nha. Bọc bảo vệ thôi. Đây là một cái thú chơi của xe cổ điển, là anh em có thể chơi tới cái yên. Cái yên này á, anh em mà đem về nhà anh em thay yên giống như anh này nè, thì cái yên này nè, anh em kiếm chỗ anh em treo lên phòng khách đó, nó cũng đẹp nữa. Nó cũng là một cái đồ decor rất là hay anh em, đúng không? Trời ơi, nó đã. Đó, anh em thấy khác bọt liền đúng không? Thay có mỗi cái yên thôi. Đây là phần da lộn nha anh em. Thì tại sao cái yên này nó chỉ dành cho cái việc là đi cà phê thôi? Là tại vì cái này là cái phần da lộn. Mà da lộn thì nó làm sao? Da lộn thì nó sẽ bị dính nước, bị thấm nước, ngồi lên nó ướt đít lúc mà đi mưa. Cho nên là cà phê trời nắng như thế này lắp yên này. Còn nếu như mà đi cà phê mà trời mưa thì lắp yên kia vô. Ngoài ra thì cái hãng này nè, nó còn cho mình thêm một cái bọc yên như thế này. Để làm chi? Để lỡ mà trời có mưa á. Đây bọc lại vậy nè, để chạy về bảo vệ cái phần da lộn này. Và cái phần da này là da 100% nha anh em, chứ không phải là cái đồ nhựa Simly rồi đâu. Đây là yên chính hãng từ Grafton luôn. Và cái yên này có trị giá là, đoán xem, dưới 1 tỷ đồng.
cụ thể là hơn 9 triệu. Thấy lắp cái yên vô nó khác biệt liền thấy không? Lắp cái yên vô một cái là anh em thấy cái xe trời má sao tự nhiên thay da đổi thịt. Giờ quay qua đây lại nói lại về phần cái đèn ha. Hồi nãy nói cái đèn đang dang dở thì tại vì là cái camera cho nên là anh em sẽ thấy khi mình bật đèn lên nó sẽ bị chớp, nó giật. Nhưng mà thật ra là ở ngoài nó không có như vậy nha. Anh em hiểu vấn đề này giùm mình. Đây là vấn đề kỹ thuật về camera quay hình thôi. Đúng ra là chỉnh được á, nhưng mà chưa biết chỉnh. Mới mua camera đó chưa biết chỉnh. Má. Mình muốn tăng độ sáng của nó, mình lăn nó lên. Rồi nếu như mình muốn đổi màu á, mình đè cái nút tăng lên. Là anh em thấy nó sẽ đổi từ màu trắng đổi qua màu vàng. Còn mình muốn đổi là cái màu vàng màu trắng á, thì mình đè cái nút mình lăn về là sẽ đổi qua màu trắng. Nó có cái cường độ sáng bá đạo hơn những cái đèn Lobo trước đây rất là nhiều. Và cái cách thức hoạt động của nó, cái nhu cầu sử dụng của nó cũng đa dụng hơn. Chỉ cần lắp một cái bộ đèn này thôi là anh em đã có thể đủ chơi trong mọi địa hình, trong mọi thời tiết. Và nhìn cái mẫu mã của cái đèn này á, nó hình tròn nhưng mà cũng rất là hầm hố. Mình lắp cho xe cổ điển được, mà lắp cho những con Big ADV được, thậm chí là những con Sport chịu chơi á, cũng có thể lắp được, nhìn nó cũng rất là hay. Ngoài ra thì mình cũng muốn nói thêm chút xíu về cái cặp niền này anh em. Những cái câm nào mà nó đâm vô giữa cái niền á, thì là bánh câm nó xác định là bánh câm có ruột. Nhưng mà xe này thì cũng đã được làm túp led lại rồi. Và bên mình làm túp led báo giá luôn cho anh em nha. Đối với những cái xe này thì làm túp led à, tùy xe nha, có xe sẽ rẻ hơn. Nhưng mà đối với con này thì là 1,5 triệu một cặp, bảo hành 6 tháng à. Làm túp led như thế này thì anh em sẽ đi tour đồ này kia mình an tâm hơn. Lỡ mà nó có thọc cái đinh vô thì cái đinh nhỏ nó có cho qua được luôn. Anh em chạy tới nơi rồi cái bánh xe nó vẫn còn nguyên đó. Chứ nếu như mà lớp mà vỏ có ruột á, cái đinh vô một cái là thôi nằm giữa đường luôn. Trước mắt là như vậy đó anh em, chứ không có nhiều à. Nhưng mà nó cũng đã thay đổi được cái vóc dáng xe rất là đã rồi ha. Mình nhìn vô cái xe mình cảm thấy mình muốn sở hữu nó liền. Và một cái điểm trừ trên con xe này chính là cái phần ghi đông. Mình cũng không hiểu tại sao những cái dòng xe cổ điển á, thì họ lại thích sử dụng cái thiết kế ghi đông 25 ly. Một cái ghi đông mà nó không hề đại chúng tí nào anh em. Từ Rebel 300 nè, Rebel 500 nè. Đó thì cứ những cái dòng xe nào mà thiết kế cổ điển á, thì họ đều sử dụng cái tay ghi đông là tay 25 ly. Không hiểu. Ông Ha Lì thì mình không nói, ông Ha Lì xài cái ghi đông tới 30 mấy ly luôn, nhét điện ở trong đó. Thì mình không nói tới rồi, nhưng mà xài cái ghi đông phía ngoài này 25 ly thì rất là khó cho cái việc là lắp thêm đồ chơi, lắp những cái đồ chơi ở ngoài. Hạn chế cái việc đó, đây là một cái nhược điểm mà khi anh em chơi xe Triumph cổ điển anh em sẽ biết. Nhưng mà nó có một cái ngược lại đối với những con Triumph mà hiện đại á. Thì anh em quay lại cái clip trước mình có review cái con mà Speed Triple không? Thì cái lúc mà mình khởi động xe nó khá là lâu. Nhưng mà đối với những con Triumph mà cổ điển như thế này á, thì tương đối nhanh đi, là mình đã có thể đi liền được rồi ha. Xe cho mấy anh lớn tuổi á, thì nhanh. Mà xe làm cho tốc độ thanh niên trai tráng tốc độ á, thì khởi động lâu. Ok, và đó là tất cả những gì mà mình biết về con xe này và mình đã làm cho con xe này. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi hết video này. Và nhớ cho mình một like, một subscribe lên bên dưới để theo dõi các vlog tiếp theo. Bye bye anh em. Bị rò lò đúng không? Vậy thôi dễ.